Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Vợ chồng Hoài Lâm, Tăng Thanh Hà hẹn hò nhân dịp 20 tháng 10 trên trang cá nhân. Kindy, Nư Bảo Ngọc, vợ Hoài Lâm, chia sẻ ảnh đi chơi cùng chồng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cũng hẹn hò ăn tối nhân dịp 20 tháng 10. Nhân dịp 20 tháng 10 trên tài khoản riêng, vợ Hoài Lâm, Kindy, Nư Bảo Ngọc đã chia sẻ hình ảnh cô đi chơi cùng chồng cặp đôi thang máy. Bảo Ngọc viết, cô đánh dấu địa điểm là ở Hà Nội. Đây là năm thứ 8 Hoài Lâm và Bảo Ngọc ở bên nhau. Hai vợ chồng từng gặp phải nhiều sóng gió trong tình yêu, vấp phải sự phản đối của gia đình và khán giả. Tuy nhiên, trải qua nhiều khó khăn, hai người vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào. Nhiều bạn bè khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó bền chặt của Hoài Lâm và bà xã. Cặp uyên ương chưa tổ chức đám cưới chính thức, song đã đăng ký kết hôn và có hai con gái. Bảo Ngọc từng tiết lộ tên gọi ở nhà của con là Gà và Cún, một bé có ngoại hình giống cha, bé còn lại giống mẹ. Vợ Hoài Lâm cũng cho biết cô sẽ công khai hai nhóc tì vào sinh nhật sắp tới. Vợ chồng Tăng Thanh Hà cũng hẹn hò và nhân dịp 20 tháng 10, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc chồng chăm chú xem điện thoại lên chức năng story của Instagram. Hình ảnh sẽ biến mất sau 24 giờ, trong khi đó Louis Nguyễn lại đăng ảnh vợ lên tài khoản cá nhân với dòng chú thích ngọt ngào. Deadline tối hẹn hò. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên 33 tuổi rời xa showbiz tập trung kinh doanh và cuộc sống đầm ấm bên chồng con. Mới đây hôm 17 tháng 10, lần đầu tiên Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh rõ mặt con trai đầu lòng lên mạng xã hội. Cô viết, con trai bé nhỏ của mẹ. 20 tháng 10 là ngày tôn vinh phụ nữ, vì vậy nhiều ngôi sao đã chia sẻ những hình ảnh và lời chúc đến phái nữ nói chung và mẹ, người yêu, vợ của mình nói riêng. MC Quyền Linh đăng tải loạt ảnh của mẹ lên trang cá nhân và viết, chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, chúc má mi mẹ luôn vui khỏe và hạnh phúc bên con cháu, chúc tất cả phụ nữ Việt Nam sức khỏe dồi dào xinh đẹp mãi mãi. Nghệ sĩ Hồng Vân cũng đăng loạt ảnh bên con gái Bí Ngô, tên ở nhà của con gái Hồng Vân, đã dành tặng mẹ món quà do bé tự làm. Quà 20 tháng 10 sớm của bé út tăng mẹ, tâm huyết của bé gửi vào từng nụ hoa, từng bức hình, từng cái cột tóc, không uổng công ba mẹ sớm hôm tần tảo. Chúc phụ nữ chúng mình ai cũng có trái ngọt như vậy nhé. Cảm ơn cục vàng của mẹ Bí Ngô yêu dấu, Hồng Vân chia sẻ. Trên chức năng story của Instagram, Bảo Anh chia sẻ bức ảnh chụp lãng hoa hồng cùng lời cảm ơn gửi tới Dương Triệu Vũ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.